Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dỡ bỏ phong tỏa trung tâm y tế huyện Tiên Lữ, cho phép vận chuyển hàng hóa đến và đi từ khu vực phong tỏa ở huyện Yên Mỹ. Lực lượng vũ trang với công tác phòng chống dịch COVID-19. Hưng Yên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về 6 dự thảo tờ trình và báo cáo quan trọng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với tờ trình về việc ban hành kế hoạch triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021 và dự thảo chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh sớm hoàn thiện văn bản để trình lãnh đạo tỉnh ký ban hành thực hiện. Đối với chương trình và đề án về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu và giải pháp cụ thể, ưu tiên làm trước những công trình cấp thiết. Chủ trương của tỉnh là tăng cường huy động xã hội hóa việc trùng tu và tôn tạo các di tích lịch sử. Đối với báo cáo về việc bổ sung khu công nghiệp Tiên Lữ Kim Động Ân Thi vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam, cần rà soát lại diện tích, ranh giới cho phù hợp, tránh chồng lấn và sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Đối với việc quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định của nhà nước, giao Sở Tài chính thực hiện rà soát thực tiễn việc sử dụng xe công trên địa bàn tỉnh, có phương án và lộ trình thực hiện phù hợp để không làm ảnh hưởng đến công tác của các đơn vị. Riêng với các xe đã cũ, hết hạn sử dụng, Sở Tài chính cần sớm thu hồi đấu giá. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, các thành viên của Ủy ban Nhân dân huyện, nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khuê nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân huyện cần phát huy trí tuệ tập thể dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định cơ chế chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền năng động để phát huy tiềm năng lợi thế của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Muốn làm được điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện phải chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo, quyết tâm khắc phục những hạn chế yếu kém, gỡ bỏ những nút thắt trong chỉ đạo điều hành vì sự phát triển chung của huyện. Báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện về kết quả bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Y tế công bố 9 ca bệnh ở Hưng Yên, nhưng đây đều là các trường hợp được ghi nhận ngày hôm qua. Đến 18 giờ chiều, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung từ trước và hiện chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Trong đó, 2 ca ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ liên quan đến bệnh nhân 16.167. Huyện Khoái Châu có 2 ca ở xã Việt Hòa và Nhuê Dương, đều là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên, một ca ở xã Dị Chế huyện Tiên Lữ liên quan đến bệnh nhân 16.158. Tất cả đều được cách ly tập trung từ trước. Xã Việt Hòa và xã Dị Chế là 2 địa phương lần đầu xuất hiện dịch COVID-19. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận tổng số 103 ca bệnh. Trong đó, huyện Yên Mỹ có 67 ca, huyện Khoái Châu 11 ca, huyện Ân Thi 11 ca, huyện Tiên Lữ 8 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cừ 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội.
Trong công tác phòng chống dịch, tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị quân khu 3 tạm dừng việc đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 126 để tập trung tổ chức cách ly cho các trường hợp F1 trong tỉnh. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận tổ chức cách ly cho 17 đợt công dân nhập cảnh với trên 3.300 người. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa quyết định trưng dụng toàn bộ trường đại học thủy lợi cơ sở Phố Hiến để mở rộng cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh và thiết lập bệnh viện dã chiến, thời gian trưng dụng dự kiến từ ngày 15 tháng 7. Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ được dỡ bỏ phong tỏa và hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2021 để phục vụ nhân dân đến khám chữa bệnh. Mọi công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được đảm bảo. Trong ngày đầu mở cửa, trung tâm y tế tiếp đón khoảng 60 lượt khám chữa bệnh, giảm còn 1/3 so với trước đó, chủ yếu là các bệnh mãn tính. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tăng cường tối đa, áp dụng đúng theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Người dân đến khám bệnh phân luồng ngay từ ngoài cổng, có khu vực khám hô hấp riêng và đảm bảo giãn cách. Khai báo y tế và sát khuẩn tay áp dụng 2 lớp tại cổng vào và ở mỗi khoa. Hiện trung tâm y tế huyện đang có 46 cán bộ là trường hợp F1 và 7 công dân đang cách ly. Tuy nhiên, vẫn đi vào hoạt động gần như bình thường với đủ các chuyên khoa. Bên cạnh đó, trung tâm vẫn tiếp nhận hơn 160 bệnh nhân nội trú. Việc mở cửa trở lại sẽ giúp phục vụ nhân dân chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn. Do nằm trong vùng phong tỏa và những địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19, nên một bộ phận công nhân ở các doanh nghiệp tại huyện Tiên Lữ phải nghỉ việc. Để giúp người lao động vơi bớt khó khăn, lãnh đạo doanh nghiệp đã trích quỹ để hỗ trợ. Trong đợt dịch này, công ty cổ phần Tiên Hưng có hơn 300 lao động phải nghỉ việc, chủ là công nhân ở xã An Viên Minh Phượng đang bị phong tỏa. Ngoài việc sắp xếp lao động luân phiên làm trong các dây chuyền để không bị gián đoạn ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, công ty còn hỗ trợ cho người lao động từ 130 đến 140.000 đồng một ngày nghỉ làm. Bên cạnh đó, công ty vẫn duy trì các chế độ hỗ trợ cho công nhân nuôi con nhỏ và nhà ở xa. Không chỉ công ty Tiên Hưng, đa số các doanh nghiệp khác có người lao động nghỉ việc liên quan đến vùng dịch ở Tiên Lữ đều trích quỹ để hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn như công ty May, Ba Hàng ở xã Thủ Sĩ. Chủ yếu hỗ trợ bằng lương tối thiểu vùng khoảng 3 triệu đồng một tháng. Ngoài ra một số doanh nghiệp phối hợp với ngành y tế trích kinh phí tổ chức xét nghiệm lấy mẫu cho các cán bộ công nhân làm việc ở những bộ phận có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản chỉ đạo về việc tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa tại khu vực phong tỏa để thực hiện mục tiêu kép, việc lưu thông hàng hóa nông sản tại vùng cách ly của huyện Yên Mỹ trở nên thuận lợi hơn. Với việc ghi nhận nhiều ca bệnh, nhiều khu dân cư bị phong tỏa, việc lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện Yên Mỹ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại làng nghề chế biến lương thực thực phẩm Chai Trang và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên. Sáng mùng 5 tháng 7, các sản phẩm của làng nghề Chai Trang thị trấn Yên Mỹ đã được xuất kho vận chuyển ra bên ngoài sau gần 2 tuần bị phong tỏa. Các xe vận chuyển này đều phải đáp ứng một số yêu cầu như được sự đồng ý bằng văn bản của nơi đến, trên xe không quá 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày, đảm bảo các điều kiện phòng dịch. Trong khi đó, công ty Tân Á tập trung vệ sinh công ty, phương tiện, chuẩn bị các điều kiện để bắt đầu vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu từ ngày 6 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì vai trò của lực lượng vũ trang tiếp tục được khẳng định. Hơn một năm qua, kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19, ngoài việc sẵn sàng chiến đấu, thì quân đội luôn là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Không chỉ có mặt trực tiếp tại các điểm nóng về dịch, mà còn là lực lượng được giao đảm nhận công tác tiếp nhận cách ly cho hàng nghìn lượt công dân thuộc diện F1. Thượng úy Nguyễn Văn Tập thuộc Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay đã trở thành người bếp trưởng bất đắc dĩ. Sau khi bàn giao khu cách ly số 5 Trường Đại học Công đoàn cho huyện Yên Mỹ, ngày 26 tháng 6, anh cùng 40 cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới phục vụ hơn 600 F1 đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly số 2 của tỉnh là Trường Đại học Thủy lợi trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Các anh đã không quản ngại khó khăn vất vả, vượt qua cả sự hiểm nguy dịch bệnh, âm thầm lặng lẽ, căng mình lo từng suất cơm đến tận tay người cách ly. Lực lượng rất là mỏng, mà quân số của các công dân vào khu vực cách ly là rất là đông.
anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức. Từ 5 giờ sáng là chúng tôi nhận thực phẩm và nấu cơm, đến đẫy trưa chúng tôi 12 giờ chúng tôi mới được ăn. Buổi chiều chúng tôi là bắt đầu là từ 1 rưỡi là chúng tôi bắt đầu vào làm việc để kịp nấu cơm, để kịp chia cơm cho bà con. Tối 9 giờ là chúng tôi bắt đầu được ăn cơm xong và tắm giặt xong. Mỗi khi xuất hiện bệnh nhân COVID-19, các địa phương khoanh vùng phong tỏa thì bất chấp thời tiết mưa hay nắng, ngày hay đêm, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đều là những người có mặt đầu tiên để dựng chốt kiểm soát, với vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trực kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền và giúp đỡ người dân. Các anh chiến sĩ ở đây là rất nhiệt tình, mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt mà nóng bức lắm, nhưng cả ngày cả đêm em thấy các chú cán bộ lại rất chi là quan tâm đến dân và rất là cố gắng hết mình. Trong làng mà có nhu cầu mặt hàng hóa gì ở ngoài giúp trao đổi được thuận tiện ạ. Ngoài công việc mang tính chất đặc thù như tổ chức phun khử khuẩn trên các tuyến đường, các khu vực cách ly và những nơi có nguy cơ cao, thì cán bộ chiến sĩ công an quân đội còn trực tiếp tham gia kiểm soát người ra vào, đo thân nhiệt, ghi nhận thông tin khai báo y tế, vận chuyển, giúp người dân lương thực và các nhu yếu phẩm. Tất cả đều với tinh thần cao nhất, sẵn sàng chung sức, chung tay, chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, còn 2 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Hiện các điểm thi trên toàn tỉnh Hưng Yên đang tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Sau quá trình rà soát, đến hôm nay, tỉnh Hưng Yên có hơn 12.500 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, hơn 1.700 thí sinh không được thi đợt này do ảnh hưởng của dịch Covid, chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Ngày mai mùng 6 tháng 7, các thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin nếu có sai sót. 28 điểm thi trên toàn tỉnh đang tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, trong đó an toàn phòng chống dịch bệnh được coi là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Song song với việc chuẩn bị đủ số phòng thi dự phòng bằng đúng số lượng phòng thi chính thức là việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện vật tư y tế. Nhà trường cũng rà soát lại toàn bộ, xem cái chỗ khâu nào nó còn tồn tại, còn đấy thì nhà trường sẽ khắc phục để làm sao bắt đầu từ ngày mai là công tác đón học sinh đến trường thi đảm bảo là nghiêm túc công tác phòng chống dịch, đảm bảo cái kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 diễn ra một cách thật là an toàn. Đến thời điểm này, tất cả các giáo viên tham gia công tác thi đã được xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine mũi 1. Một số địa phương như thị xã Mỹ Hảo, huyện Tiên Lữ đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các thí sinh dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Hưng Yên diễn biến phức tạp. Để hạn chế lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các điểm thi thực hiện phân luồng thí sinh ngay từ cổng trường. Khi đến thì các thầy cô giáo ở bên ngoài cổng sẽ có nhiệm vụ là hướng dẫn các em theo cái bảng phân luồng và di chuyển vào đúng các làn theo số phòng thi của các em. Bước 2, đội tình nguyện, các em sẽ xịt nước sát khuẩn, rửa tay khô cho các thí sinh. Sau đó là hướng dẫn các thí sinh bỏ khẩu trang cũ vào thùng rác, lấy khẩu trang mới, sau đó là di chuyển vào bên trong. Bước 3, đo thân nhiệt đối với từng thí sinh và yêu cầu thí sinh giữ khoảng cách và đứng ở trên đúng các vạch vàng phân luồng. Bước 4, sau khi thí sinh được đo thân nhiệt xong, các thí sinh sẽ di chuyển theo hướng mũi tên ra khu vực rửa tay và để xe của nhà trường, sau đó mới lên phòng thi. Đây là quy trình tiếp đón thí sinh tại các điểm thi, một cách làm sáng tạo của tỉnh Hưng Yên trong khâu tổ chức thi. Phương án này đã được áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như một lần tập dượt và được các nhà trường điều chỉnh cho phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp. Có thể dùng vạch sơn để phân luồng như trường Trung học phổ thông Kim Động, cũng có thể căng rào dây như trường Trung học phổ thông Hưng Yên, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc di chuyển theo làn một chiều, giữ khoảng cách và thực hiện đầy đủ các biện pháp sàng lọc sức khỏe. Chúng tôi cũng đã đưa ra các cái tình huống ở trong kịch bản. Nếu mà học sinh mà từ 37 độ 5 trở lên thì chúng tôi tổ chức cho học sinh ra chỗ thoáng mát để cho học sinh cập lại nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân. Trong tình huống nếu mà nhiệt độ đo bằng nhiệt kế thủy ngân mà bình thường thì học sinh di chuyển vào phòng thi bình thường. Tuy nhiên nếu mà xảy ra cái trường hợp là nhiệt độ mà từ 37 độ 5 trở lên nhưng học sinh vẫn sức khỏe vẫn bình thường, vẫn có thể thi được,
thì chúng tôi sẽ cho học sinh vào phòng y tế, cử hai đồng chí cán bộ coi thi là mặc đồ bảo hộ, đưa các em vào các phòng thi dự phòng. Trong tình huống là học sinh có nhiệt độ cao từ 37 độ 5 và bắt đầu có hiện tượng là khó thở và không đủ sức khỏe để thi, sẽ có xe chuyên dụng chở thí sinh đi xét nghiệm, và sau đó thì bên y tế sẽ phun khử khuẩn tất cả những cái nơi mà thí sinh đã di chuyển đến. Trong quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị thi, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Hưng Yên yêu cầu các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc đúng theo quy trình phân luồng thí sinh, bởi đây được coi là khâu quan trọng hạn chế tình trạng thí sinh tập trung thành nhóm, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nhiều năm qua, không ít tuyến kênh mương, sông trục dẫn nước trên địa bàn huyện Khoai Châu phục vụ tưới tiêu bị người dân lấn chiếm, làm thu hẹp dòng chảy, gây khó khăn trong việc nạo vét, duy tu sửa chữa hoặc cứu hộ đê điều. Điều đáng nói là tình trạng này được chính quyền các địa phương xử lý rất chậm. Hiện đang là thời điểm bà con nông dân lấy nước chuẩn bị cho việc gieo cấy lúa mùa. Tuy nhiên, tình trạng sông trục kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện lấn chiếm, vi phạm đang đó, rác thải sinh hoạt phủ kín kênh mương gây ách tắc dòng chảy. Nhiều năm nay, việc nạo vét khơi thông dòng chảy làm thủy lợi trên địa bàn huyện Khoái Châu rất hạn chế. Thực tế cho thấy công tác quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi còn bộc lộ nhiều tồn tại, hiệu quả quản lý khai thác công trình yếu, thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn vẫn còn diễn ra. Khó khăn là dẫn nước là nó rất gặp nhiều vì lý do là đường mương máng nội đồng này là dọn nó không đến nơi. Sang cái năm 2021 này là không làm cái gì cả, không nạo vét. Nó ảnh hưởng là anh em khi mà bơm nước thì nói thật là phải bơm tràn. Thế nhưng mà đấy là cái lúc đổ ải, cái lúc mà cây lúa nó tốt thôi. Chứ còn cái lúc mà cây lúa mới gieo thì là thực tế gặp khó khăn. Vì không thể dẫn được nước theo máng, thì mà bơm tràn thì không bơm được. Nguyên nhân chính là do tình trạng lấn chiếm hành lang sông trục trên địa bàn xã chưa giải tỏa, gây nhiều khó khăn trong quản lý điều hành. Nếu vi phạm trên địa bàn của Hùng Hưng và Thuần Hưng thì đại đa số đây là những vi phạm cũ. Cái việc giải tỏa những cái vi phạm trước mắt gặp rất nhiều khó khăn. Xây lấn chiếm ra thì ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, chủ yếu là xây vào trong cái hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Khi hành lang được lấn chiếm thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cái công tác quản lý. Đấy, tức là điều hành quản lý. Chính quyền một số xã và các tổ chức đoàn thể cơ sở chưa quan tâm đến quản lý công trình thủy lợi, mà coi đó là trách nhiệm của nhà nước, của các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Nhiều công trình thủy lợi phân cấp cho xã quản lý, nhưng không được duy tu, nâng cấp, thậm chí tại rất nhiều vị trí hành lang an toàn kênh và toàn bộ mặt kênh đều bị người dân lấn chiếm, đổ rác thải xuống mặt kênh, gây ách tắc dòng chảy, gây khó khăn cho việc lấy nước, cũng như phòng chống úng nội đồng. 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 154 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu như giết mổ tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, kinh doanh thịt gia súc gia cầm và sản phẩm từ gia súc gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ thú y. Nhìn chung, công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đã được các sở ngành đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến kinh doanh nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Indonesia đang phải vật lộn với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Tình trạng cạn kiệt nguồn cung oxy y tế cho các bệnh viện trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng hàng ngày làm dấy lên nguy cơ xảy ra một thảm kịch tương tự như từng xảy ra tại Ấn Độ. Trong thông cáo ngày 4 tháng 7, một bệnh viện ở đảo Java của Indonesia cho biết 63 bệnh nhân của bệnh viện này đã tử vong sau khi nguồn oxy cạn kiệt chỉ trong vòng 2 ngày. Nhiều ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, bệnh viện đã ra sức tìm kiếm thêm nguồn oxy. Tuy nhiên,
do lượng bệnh nhân COVID-19 đổ về quá đông những ngày qua khiến bệnh viện quá tải, nguồn oxy dự trữ cạn kiệt nhanh hơn dự kiến. Indonesia hiện là vùng dịch nghiêm trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, với chuỗi ngày liên tiếp ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Chỉ riêng trong ngày 4 tháng 7, nước này đã có thêm gần 28.000 ca mắc mới, 555 ca tử vong, cao chưa từng có kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở đây lên hơn 60.500 người. Trong khi đó, chính phủ Lào vừa quyết định tiếp tục các lệnh phong tỏa thủ đô Viên Chăn đến hết ngày 19 tháng 7. Và đây là lần thứ 5 liên tiếp Lào gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô. Chính phủ Lào cho biết dịch COVID-19 ở nước này có xu hướng giảm, đặc biệt là khu vực thủ đô Viên Chăn trong 5 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm ở các nước láng giềng vẫn ở mức cao. Nhiều chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh khiến chính phủ Lào lo lắng và quyết định tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô đến ngày 19 tháng 7. Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.244 ca mắc COVID-19 và chỉ có 3 ca tử vong. Dù được đánh giá là thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, song thời gian gần đây, tỷ lệ lây nhiễm và số ca COVID-19 nặng tại Israel có chiều hướng gia tăng và giới chức y tế của nước này dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng mũi vaccine thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch yếu. Theo Bộ Y tế Israel, hai liều vaccine ngừa COVID-19 không thể tạo ra đầy đủ kháng thể cho những người có hệ miễn dịch yếu. Do đó, họ dự kiến sẽ đưa ra khuyến cáo những người có hệ miễn dịch kém nên tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 của hãng Pfizer. Chủ trương này cũng sẽ giúp Israel tiêu thụ bớt số vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer nằm trong lô chuẩn bị hết hạn vào cuối tháng 7 năm nay. Bất chấp số ca bệnh mới hàng ngày vẫn còn ở mức cao, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 5 tháng 7 công bố kế hoạch dỡ bỏ một phần các biện pháp hạn chế để phòng chống COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân học cách chung sống với virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Anh công bố các bước tiếp theo về thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, làm việc tại nhà, cũng như thăm viếng nhà dưỡng lão. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đại dịch vẫn chưa kết thúc và kêu gọi mọi người nên bắt đầu học cách sống chung với virus corona. Ông Johnson ban đầu dự tính mở cửa hoàn toàn nước Anh vào ngày 21 tháng 6, nhưng buộc phải lùi tới ngày 19 tháng 7 vì bùng phát ca bệnh liên quan đến biến thể Delta. Với hơn 128.000 người chết vì COVID-19, nước Anh vẫn đang duy trì một số biện pháp hạn chế để phòng dịch. Các hộp đêm không được phép mở cửa, các sự kiện quy mô lớn và quán rượu hạn chế người tham gia. Chuyển sang các tin tức khác. Trong cuộc thi ăn bánh mì kẹp xúc xích nổi tiếng Nathan's được tổ chức hàng năm vào ngày độc lập của Mỹ, một người đàn ông 37 tuổi đã lập kỷ lục thế giới sau khi ăn sạch 76 chiếc bánh mì kẹp xúc xích chỉ trong vòng 10 phút. Trong cuộc thi này, thí sinh Roy Chestnut đã giành chiến thắng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người. Thành tích của Chestnut vượt xa người có thành tích tốt thứ hai với 50 bánh mì kẹp xúc xích trong 10 phút. Được biết, đây là lần thứ 14 trong 15 lần tham dự người đàn ông này về nhất, và trong sự nghiệp thi đấu qua các cuộc thi vào ngày độc lập, ông đã tổng cộng ăn 1.089 cái bánh mì kẹp xúc xích. Ngoài phần thi dành cho nam, trong phần thi dành cho nữ, thí sinh Michelle Lesko đã thắng cuộc thi năm nay với 30 3/4 cái bánh mì kẹp xúc xích. Cuối chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả cùng thưởng thức một màn khiêu vũ điêu luyện được thực hiện bởi những chú robot có ngoại hình giống như những chú chó đáng yêu. Trong video do công ty chế tạo robot của Mỹ Boston Dynamics phát hành, 5 robot Spot có ngoại hình giống chó, nhảy nhịp nhàng, chính xác, các động tác phức tạp theo một bài hát sôi động. Trước đó, robot của Boston Dynamics cũng khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi có thể làm rất nhiều việc, từ chạy nước rút, tập thể dục, chạy parkour, mở cửa để tự do ra vào hay rửa bát. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.